hôm nay mùng 9 Tết. À, đang cho bạn bơi suối đi hội chợ xuân nhà thờ Bùi Chu. Đông như quân nguyên luôn. Đẹp chưa? À, để bắt đầu. À, nhìn thấy con cá heo dưới kia kìa. Đây là bạn bơi suối đây. Đông lắm. Ba với mẹ bơi đang sợ corona đây. Đâu? À, cá heo à? Lấy cho bơi nha. Có một dây mà, lát qua lấy cho bơi. Khải hả? Đông chưa? Trời ơi, đông như quân nguyên vậy nè. Mới gặp bòm với anh Bảo. À, thấy nhà đầu chỗ làm hoành tráng chưa? Ra đào. Trời, ok. Mấy anh muốn lên. Thấy cũng vui ha mà. Mà đông quá vậy không? Cứ ngồi đi ăn uống gì để ba đi kiếm cái gì mua cho. Công chúa con bóng này rồi. Ồ, ấm quá trời ấm luôn. Đâu quá không đi quay được hết nha. Đông chưa? Ở ra đây. Có bên này, có bên này, có bên này. Mà bây giờ mình chọn. Bạn này qua đây, bạn này qua đây. Bạn này là không được chọn nhưng mà vẫn lên, hai bạn vẫn lên rồi bây giờ lên này. Lên đây lỡ lên sân khấu rồi mình phải tỏa sáng đúng không? Hát một bài. Hát bài nha. Hát đi, hát bài, biết hát là gì không? Lát nữa mình phải có lựa chọn luôn nghe lát. Rồi biết hát không? Rồi đi làm đi học lại rồi. Con biết hát không? Hát biết hát bài cháu lên vai không? Rồi, con biết hát bài gì? Chúc mọi người bắt đầu năm mới. Cảm ơn con. Lát nữa mình nhận quà sau nha. Hiệu quả. Bây giờ có hai bạn này là hai bạn đã được chọn đúng không? Bây giờ mỗi một bạn.